chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục làm về top của loại súng. Clip này mình sẽ bắn về 4 khẩu súng mình cực kỳ yêu thích mà bất kỳ một fan zombie chân chính nào cũng phải sở hữu. Nghèo lửa thì cũng phải mua, cũng phải sắm cho cháu nó đi học thôi. Đầu tiên sẽ là Thompson Infernal Dragon, hay gọi một cái tên đầy thô thiển khác là Thompson VIP này. Hồi này bắn thì thôi rồi luôn. Ôi giời ơi, đứng im mà bà ăn làm gì đấy, tiết đam à. Khó lắm cơ, khẩu này không cần nhá. Riêng Zomlon 10 con ra đây cũng hoảng thôi, không cần phải test. Định mệnh tơ rất là nhanh. Ơ, hào tù mất giáp. Anh ơi, anh đừng làm em sợ nhá. Bàn tay lắm ngón, Tommy vẫn kêu xa. Nó chém xa vậy, vãi cả lều. Ôi, combo của tôi hết sử combo rồi. Nhân rắn nhân rồng tuy là hàng xịn đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao vẫn còn kìa. Ui, nó lâu thế. Thôi, làm gì mà căng thế. Sai thì sửa, sửa thì để. Chém luôn được, mẹ bố nhà mày. Bố mày này sợ mày lắm luôn đấy. Nó vẫn chém được kìa. Nó toàn siêu nhân anh hùng cao vậy. Đậu phộng giang, bây giờ mất giáp rồi. Multi như này là chúng nó để ý này. Những cái đôi mắt bồ câu con đậu con bay cho nó nhìn mình. Mà lượng dãi nó cứ chạy ròng ròng như thế kia thì chiến đấu cái gì. Đứng nghi mà mày. Mình xin nha, nghe sót vàng. Như thế đã được chưa? Cho có choáng này. Xin người đi, nhắm mắt lại một chút thôi. Định mệnh. Cả tuổi thanh xuân của con tơ này nó chỉ giết mình hay sao ấy. Có chút thủ đoạn cá nhân là anh tơ. Hay là mày là tưởng mình là thị lở, các bạn là trí phèo đấy. Ui ôi, sướng quá cơ, từ nãy giờ chạy một vòng hoàng lăng, multi vẫn còn đó. Lửa nào hết sử nữa rồi, thôi xong. Nhân vật nó tịt mồm một cái là mình có cảm giác không vui rồi. Thằng tơ, thôi xong. Cây đậu phộng. Sau một pha ăn nằm ăn lốn, trầy cối không thể thành huyền thoại thì bây giờ mình xanh cỏ rồi. Nhưng là một người đàn ông phải biết đứng dậy sau gục ngã. Mình quyết định cầm Team P và trả thù ngay. Khẩu súng này hiện tại vẫn đang giữ cái vị thế độc tôn, không có bất kỳ một đối thủ nào đủ sức để cạnh tranh cả. Dã man lắm. Nó chấp zoom từ thằng bố tới thằng con. Nói như vậy là các bạn đổi hiểu rồi chứ gì. Thôi bạn ơi, chọn người mà chơi, chọn hàng mà mút. Bây giờ mày định ăn tao có 1.500 viên đạn chứ mấy. Úi giời ơi, nó thơm lắm cơ. Bắn cứ như không giật đi. Anh Tơ ơi, em hy vọng anh là sẽ thao tác quân sự nha. Anh giết người nhanh nhanh của em cái. Cầm khẩu súng này có mấy con zone là một cực hình đấy. Úi hết hồn. Hồi máu có tinh tế thế. Tao lại sợ mày lắm luôn. Ra ngoài đây la liếm đi. Ado anh bị giết. Úi giời ơi, tuyệt vời anh ơi. Em nhìn anh ngã SML từ trên tường xuống là mình đã tắt hết hy vọng rồi. Tắt lứng rồi. Anh chém quả phê quá cơ. Tay không tất sắc nhưng mà cứ như đúng rồi ấy. Combo rồi này. Đừng ai cái hàng của tao nhá, xin chúng mày đấy. Đậu phộng. Ba Z cứ một viên như này ai chơi. Mày vào đây này, tạo lại combo thôi, không phải xoắn. Hết đạn thì mình nhặt hòm tiếp tế cơ mà. Thuốc đắng giá tật, nhặt giật thì lê, sao lại chạy ô kìa. Người ta đã bật Zimix rồi. Combo của tôi. Rồi, mút chuẩn chuột ra hết đây nào. Cần tất. Tầm này zoom lon 2.000 máu, một phát nhấp chứ mấy. Úi giời ơi, mày thế rồi, yểm trợ. Lần đầu tiên bị cái hàng mà mình còn cảm thấy vui đấy. Hút nạn. Đúng là cùng chung cảnh ngộ, nó phải xóa tan mọi đục độ. Cho mày có bom này, hít đi. Không ngăn được tí nào kìa. Anh em đừng ngại. Hít đi, hít đi, hít đi, đừng ngại ngùng. Lại một vòng cháy đất rồi. Anh ngồi đây mà multi nó cứ nhảy đi đâu ấy. Đầu phộng mất giáp kìa. Chỗ này cảm giác hơi quen quen này. Lúc nãy cũng chết ngu ở đây rồi. Úi giời ơi, thơm lắm cơ. Vào đây. Thiên đường sung sướng đây. Y tá à, mày cứ nhảy đi, mày nhảy bố mày chạy đấy. Ừ. Thôi sao mà hết thời gian rồi, tiếc quá cơ. Ở đây có bạn nào mới chơi đột kích được 125 không? Anh em hãy ngồi xuống và nghe mình kể về một huyền thoại đây này. Ngày xưa, xưa như quả đất ý. Cái thời mà mình còn mới dậy thì cơ. Có một khẩu súng tên là Chris Super VAZ. Nó lấy đi bao nhiêu gói mì tôm, bao nhiêu gói xôi và hàng trăm cốc sở tinh của anh em game thủ. Với một cái giá vô cùng chua chát, 15 V-coin một quả cầu. Nghĩ nó ra xót ruột rồi. Nhưng mà do cái chất lượng tuyệt vời, rất nhiều bạn đã chịu khó hy sinh, trong đó có mình. Nhưng mà quay nó không ra nó mới đều chứ.
móc luôn, móc đít luôn. Mày định chơi tao á? Rồi sao bạn được quyết đoán nhá? Ăn ai thì ăn một người thôi. Đừng có mà phân vân, nghe con tim hay nàng nghe lý trí. Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly? Úi giời ơi, anh Tư ơi, thôi anh ơi, em đùa con zoom lon thôi. Anh ra đây, ai chơi? Đậu phộng tổng hủy diệt này. Cố lên, anh diệt đây, em sẽ không giết anh thôi. Anh cứ chém thùng hàng đi, em là ủng hộ đi. Những cái thằng quay tay như vậy, về sau nó ảnh hưởng lắm. Nó ảnh hưởng như giống loài hoàng lăng đi chứ. Bắn vào này thì rất là sướng rồi. Thay lại nhanh này, uy lực mạnh này. Nhưng mà mình thấy cái độ giật của nó vẫn hơn TMP. Nên là nhiều bạn vẫn đánh giá của TMP ở một cái vị thế khác. Nào chơi không? Ok á. Cái định mệnh tao dã mày thấy mẹ luôn rồi đấy, bóng tối ạ. Nó còn vần vần kìa, bố nhà mày. Lóng mắt là tắt nụ cười nhá. Bốp bốp này, cho cái chat một cái thôi là có biết cái gì đâu. Cứ nằm im mà hưởng thụ thôi. Úi dồi, nó núp kìa. Ta xem mày có bao nhiêu máu, đục hết. Dã trong nó dỗ như cái tổ ong luôn đây này. Mày rình à, cho thằng sau nó móc á. Không có đâu. Cái bài này mình quen lắm rồi. Ui giời ơi, 4 kill. Combo của tôi. Nó còn định làm giàu trên thân xác đồng đội này. Cứ giã đàm vào đầu thì nó giật lên, nó xuống 6 kill. Bắn cái khẩu súng này là phải multi rồi. Nhìn thằng tôi nhấp nháy thèm. Cận chiến được nó thì đúng là mình cop play chị Hàm Hương. Mình đùa dẫn giữa bầy hồ điệp. Ui giời ơi, có bom nó còn ăn được kill. Một kill này tuy nó không nhiều, nhưng mà nó tạo ra được cái điểm nhấn trong cái pha combo của mình. Multi lò mồm tất nhiên rồi bạn. Ado. Ui hết hồn. May quá biến hay dơ. Không lại chết ngu. Anh em biết lại chết. Nhân tố biển của clip ngày hôm nay mình làm theo hơi cảm tính một chút. Thực sự là nhìn thấy khẩu súng này nhiều bạn sẽ có những ý kiến trái chiều. Khẩu đua Scorpion VZ61. Đây là một báu vật trong quả cầu may mắn ra rẻ. Mình cực kỳ yêu thích luôn ấy. Hai tay hai súng sẵn sàng tỏa sáng. Tuy cái lượng đam mà nó không có nhiều, nhưng mà cái hình dạng với cả cái tiếng đạn nghe rất là sướng luôn. Thôi bạn ơi, bà Z này chạy đi. Thằng Tơ này nó lên là nó hiếp đấy. Khẩu này không dồn đam chết được đâu. Ôi kìa. Anh Tơ ơi, anh đùa em à? Lại thằng nào nó xúc phạm anh? Hay nó đả động đến cái lòng tự tôn của anh hay sao mà đứng im thế? Bây giờ anh làm vậy, thằng nào chém zoom chém bắn đấy. Thay đạn thì cũng khá là ok thôi. Có cái gói zombie siêu cấp ấy. Bây giờ đạn khẩu nào có đấy nhiều, như container bắn mãi chả hết cái gì. Đông zoom rồi, tầm này zoom rồi đủ rồi. Thôi Tơ, bây giờ mình chết lâm sàng cũng được nhá. Trái để ý gì đâu. Lúc nãy thì mình còn động viên tí, bây giờ mình thoát luôn cũng được. Hay là để mình kích nhá. Trong anh em đi cận chiến không có Tơ sướng lắm. Ủa, thôi 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 thôi, chỗ nó thập diện mai phục rồi. Thằng hủy diện nó chạy rồi thì chạy đi đâu. Ui, bạn zoom lon ra trận không nhận người thân. Mình chém trước mặt nó. Sao nó giả vờ nó không nhìn thấy chứ. Chém chết rồi mới động động chân tay. Diễn sâu quá. Mày chơi không? Ủa được, con này nó tiến hóa nó rình mình nó cũng hơi si đa. Nó móc cho một phát tôi là bay luôn cả giáp. Quay lại này, đúng rồi, nó phải như thế nó mới chuẩn bài. Trời này khó ăn combo rồi. Chúng nó quay tay chá nào đi thì mình cả. Cứ như người vô hình. Đứng ở trên bàn thờ kìa. Ngồi sau lại chuối ngắm gà quả thân, số nó xuống. Chạy đi đâu. Mấy thằng cầm 3Z và KC trên kia nhá. Tự do về tài chính, tự chủ về thời gian, an nhàn nằm hưởng thụ. Lắng không tới mặt, mưa không tới đầu. Thằng Tơ này nó khiêu khích mình này. Ô, cái siêu bố nhà mày. Nhưng mà nó giữ như vậy là tốt nhất. Cảm ơn Tơ nhá. Ưng lắm, bây giờ cận chiến nào. Kịp không, kịp không. Ôi trời ơi, nó đến nó phá đám. Headshot ngay. Những cái thằng nào nó động chạm đến cái chuyện riêng tư của mình ấy, nó hay nhận những cái kết cục nó không tốt đẹp lắm. Lại win. Thích thật. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình. Bắn nó sướng các bạn ạ. Lâu lắm rồi cũng cầm mấy khẩu này đi săn. Anh em cứ chửi suốt ấy. Ngày xưa là khẩu clip với khẩu TMP, mỗi khẩu mình làm hàng chục clip rồi. Cứ clip vào đăng lên, mẹ nhai lại nhiều, nó vừa vừa thôi. Nhưng mà dạo ở đây mấy clip top súng của mình anh em xem nhiều vãi lều, nên là phải triển thôi. Bạn đã có ý tưởng muốn làm về những cái dòng súng nào này, cứ comment đi. Mình nhìn mình thấy ok là mình triển luôn đấy. Bắn nó thích quá cơ. Cả một tuổi thơ dữ dội của mình. Công nhận là bây giờ cái lượng đạn nó nhiều, xả nó sướng, các bạn xem cũng đã mắt đúng không?
phát nào cũng có multi nó phải như thế chứ. Anh em xem đừng quên để lại một like nhá, nhớ ủng hộ mình đấy, bye bye. À quên, các bạn đợt này ấy, cái bộ update Noel ấy, mình bắn như bỉu ấy, nó chả khác gì mấy khẩu súng bình thường cả, nên là để thôi nhá, hôm nào mà rảnh rảnh làm lại sau.